Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Quang Anh đây. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip, đó chính là đi uống trà bí đao. Đây, trà bí đao của tôi đã phát sẵn đây rồi. Đấy, nếu mà bạn nào muốn thích mua một lon trà bí đao về để uống, hoặc là làm trà bí đao ở nhà để uống cho nó dễ, mà phải học cách để làm cho nó đúng, hiểu không? Đấy, bây giờ thì không linh tinh luyên thuyên nữa, bây giờ tôi sẽ uống đây. Đây, trà bí đao của tôi đã pha sẵn đây rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ uống. Trời ơi, trà bí đao ngon tuyệt vời. Đây, bây giờ tôi sẽ uống. Uống như thế này rất là ngon, nhưng mà không cần phải đường. Nhưng mà trà bí đao muốn cho cái đường thì uống vào cho nó ngọt, ngọt dịu luôn. Bây giờ tôi sẽ cho thêm đá. Ok, cho vào đây rồi. Ok, đấy. Uống vào cảm thấy rất là mát lạnh và dễ chịu, tuyệt vời. Công nhận trà bí đao của tôi rất là ngon. Xong rồi, kết thúc. Đấy, ok các bạn ạ. Bây giờ tôi uống trà bí đao xong rồi. Bây giờ tôi uống vào tôi cảm thấy no. No kinh khủng luôn. Đấy, bây giờ bạn nào muốn thích uống trà bí đao, hoặc là cách làm trà bí đao để mà uống cho nó ngon và để trải nghiệm mùa hè nha, để giải khát. Rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà bạn nào muốn thích pha trà bí đao thì pha để uống, hoặc là mua một lon trà bí đao mình nhìn về để mà uống cho nó dễ chịu hơn. Ngon cực kỳ luôn. Vâng, quá ngon luôn. Rồi đấy, ok các bạn ạ. Bây giờ bạn nào muốn thích pha trà bí đao thì pha, đúng không? Để bạn nào có một số trường hợp là đi mua trà bí đao về để mà rót vào cốc, để cho đá vào để uống cho nó mát lạnh và dễ chịu hơn. Rồi thì qua cái clip của mình thì các bạn gửi gắm là anh em nào muốn thích pha trà bí đao thì pha, hoặc là làm sâm bí đao thì làm, hoặc là làm nước bí đao thì để uống cho nó ngon, vân vân. Rồi đây các bạn ạ. Nhưng mà video của tôi đã xin kết thúc dừng lại ngay tại đây. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem video. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nếu thấy clip hay, đừng quên nhớ ấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Qua thêm nhiều clip hay hơn nữa nhá. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Ok, bye bye.